300 tuổi, khoảng lạng trầm mặc ở Sài Gòn. Đình thông Tây Hội được xây dựng từ năm 1679, nằm trên đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh là ngôi đình cổ nhất Sài Gòn. Trước đây, công trình chỉ được xây dựng bằng tre, vách lá, đến năm 1883 được xây dựng lại với kiến trúc như hiện nay. Trước năm 1944, đình có tên Hạnh Thông Tây, là tên một làng hình thành sớm trên đất gia định. Khi làng sáp nhập với làng An Hội thì đổi tên thành Thông Tây Hội và được giữ đến nay đình tòa lạc trên khu đất rộng khoảng 1 500 m vuông, quay về hướng đông, cổng xây theo kiểu tam quan, đình bao gồm các không gian chính như võ ca, tránh điện, nhà hội sở, phía cổng chính đình là bức bình phong thờ thần hồ, hình tượng phổ biến trong đời sống dân gian của người Việt, hồ biểu tượng của sự dũng mãnh, uy linh và có khả năng chấn giữ cửa ải, phần mái đình được lợp ngói âm dương xếp san sát nhau theo kiểu trùng thiềm điệp ốc trên nóc tránh điện có tượng lưỡng long tranh châu bằng gốm men xanh kiến trúc phổ biến ở các đình làng phía trước tránh điện là nhà võ ca với 52 cột gỗ, không có tường xung quanh. Võ ca là nơi diễn ra các hoạt động văn nghệ dịp lễ hội, tránh điện là khu vực làm lễ của đình, có chiều ngang 12 m, dài 16,5 m và cao 5 m. Kết cấu của chính điện theo bình diện hình chữ nhật, chính giữa điện dựng 4 cột lớn theo dạng tứ trụ, trong tránh điện có 48 cột, chia thành 8 dãy, chân cột khắc hình trụ thắt ở giữa, toàn bộ hệ thống cột và kèo là gỗ sao, đình thông Tây hội thờ thành hoàng theo tục thờ của người Việt đông trinh vương và dực thánh vương là con của vua lý thái tổ được thờ ở đây nguyễn quang